Xin kính chào quý vị và các bạn. Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn một chiếc Kia K3 2014 số tự động, động cơ 1.6 AT. Vâng, trước mặt anh chị em chúng ta có một chiếc Kia K3, xe được sản xuất năm 2014. Và đây là một dòng xe mang tên là sản xuất tại Việt Nam, nhưng nó là chiếc xe nhập khẩu 3 cục. Một cục gồm thân vỏ gầm, một cục gồm động cơ và một cục là thiết bị, trang thiết bị của xe. Về Việt Nam lắp ráp tại Thaco Trường Hải. Anh chị em nhé, toàn bộ linh kiện của chiếc xe này đều là nhập khẩu nguyên chiếc và được lắp ráp tại Thaco Trường Hải. Vì vậy chiếc xe này là chiếc xe sản xuất tại Việt Nam, nhưng nó không thua kém gì một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc sedan 2 đầu, phân khúc hạng C, số tự động, động cơ 1.6, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng đẹp, nhiều trang thiết bị hiện đại, chạy đầm chắc. Giá tiền loanh quanh hơn 350, anh chị em chỉ hơn 350 thôi. Anh chị em nhà mình đã mua được một chiếc K3 2014 số tự động mà em đang giới thiệu đây. Form dáng đẹp, trang thiết bị nhiều. Còn cụ thể chiếc xe này nó được trang bị những gì thì mời anh chị em nhà mình vào đây. Form dáng thì anh chị em đã đi xem rồi. Bây giờ đến trang thiết bị nhá. Xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, có giải đèn LED định vị ban ngày, có đèn gầm, mặt ca lăng hình mũi hổ mạ viền chrome, có cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến quanh xe, 4 la răng phay, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Cỡ lốp thì là 205/50R17 anh chị em nhé. Lốp khá là to, R17 thì lốp khá là to rồi. 4 la răng phay, 4 phanh ABS này. Xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED. Tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm ở trên tay nắm cửa. Cảm biến quanh xe 4 la răng phay, 4 phanh ABS, camera lùi, màn hình đầy đủ luôn. Trang thiết bị ở trong xe: gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, có 3 chế độ lái, có gẩy số thể thao trên vô lăng, có để ấn nổ start stop, màn hình đầu DVD, camera lùi, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hỗ trợ dừng đỗ số tự động, động cơ 1.6, táp ly táp lô, vô lăng còn rất đẹp anh chị em nhé. Anh chị em nhìn này, vô lăng này, củ số này, táp ly táp lô này, thân vỏ màu trắng, nội thất màu đen, ghế da màu đen nguyên bản nhé, ghế da màu đen còn là ghế nguyên bản chưa bọc lại, táp ly táp lô màu đen, trần nỉ nguyên bản, cửa sổ nóc đầy đủ luôn, có cửa sổ nóc, trần nỉ nguyên bản. Với một chiếc xe như thế này anh chị em nhé, đèn bi này, giải đèn LED định vị ban ngày này, cảm biến quanh xe này, camera lùi, màn hình, gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, cruise control, đi ga tự động, 3 chế độ lái, gẩy số vô lăng, hỗ trợ dừng đỗ, hai vùng điều hòa độc lập tự động, số tự động, đề ấn nổ, chìa khóa thông minh một chạm, chân nỉ, cửa sổ nóc. Mà giá tiền chỉ loanh quanh có 350 triệu thôi. Nhỉnh 350 triệu một chí tí ti tẹo tèo teo là anh chị em nhà mình đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Quá rẻ và quá đẹp luôn anh chị em nhá. Xe thì cam kết với anh chị em là không tai nạn, không ngập nước, máy zin. Anh chị em nhá, máy còn zin luôn. Rồi, anh chị em nhà mình thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến chi tiết. Đấy, vừa rồi là chúng ta đến form dáng bên ngoài, trang thiết bị. Bây giờ chúng ta đến chi tiết về mặt kỹ thuật. Đây,
Phần chỉ của cánh lái này anh chị em này, chỉ của cánh lái này. Đấy, chỉ cánh lái nhá. Phần tay, phần bản lề. Chỉ của cánh sau bên lái đây. Phần tay, phần bản lề đây. Để tiếp đến là phần cốp. Ốc cốp này còn nguyên zin chưa mở này. Chỉ cốp này. Anh chị em nhé, đấy, chỉ cốp này. Toàn bộ chỉ cốp này. Ốc cốp này, máng nước hai bên này, hai bên máng nước này. Khoang cốp thì rộng nhá, phân khúc họ xe khoang cốp rộng. Cái này là cái tấm da. Người này là mua thêm thôi, cái tấm da này. Còn đây là nỉ này, nỉ nguyên bản này, rất đẹp luôn. Anh chị em nhé. Nguyên bản rất đẹp luôn. Đây khoang cốp này anh em nhìn thấy này, sơn si là tất cả còn nguyên bản hết nhé. Rồi gân gờ mũi chìm mũi nổi tất cả còn nguyên. Bộ đồ kích lốp các thứ, lốp la răng dự phòng đầy đủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cánh sau của bên đấy. Đây, cánh sau bên phụ đây ạ. Chỉ là anh em nhìn này. Chỉ này. Tai này. Ốc tai này. Anh em nghe tiếng đóng cửa. Tiếng cửa phập 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 luôn. Rất chắc đấy. Đây. Chỉ của cánh bên phụ đây ạ. Tiếng đóng cửa của chiếc xe này thì phải khẳng định với anh chị em là rất chắc chắn. Đấy. Này, cốp điện nhé, cốp điện anh chị em, cốp điện này bấm nút vào đây. Camera này, anh chị em nghe tiếng đóng là nghe để biết là xe có chất hay không. Đấy. Phập. Tiếng nó rất chắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu và phần động cơ của chiếc xe. Phần quan trọng nhất. Anh chị em nhé. Anh em nhìn ạ. Ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên zin chưa mở này. Chỉ cabo này. Đấy, chỉ cabo này anh chị em nhá. Chỉ cabo này, ốc cabo nguyên zin này. Phần tai này, phần hụ giảm sóc, phần răng. Đấy, và phần càng sắt xi ở dưới này. Đây, càng sắt xi đây anh chị em nhìn nhá. Đấy, càng sắt xi ở dưới đây. Bên này cũng vậy. Phần tai này, phần hụ giảm sóc này, phần răng này và phần cam sát si. Đấy, tất cả nguyên zin. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần động cơ. Thì đây anh chị em nhìn nhá, em sẽ mở cái nắp động cơ này ra để nhìn cho nó rõ. Anh chị em nhìn thấy cho em ạ. Ốc động cơ này chỉ có vết, gọi vết bụi và vết han của thời gian thôi. Đấy, nó theo thời gian 2014 rồi. Đấy, đến nay cũng 7-8 năm sử dụng rồi. Đấy, nó chỉ có han theo thời gian thôi. Đấy, cái gang, đây là gang nhá anh chị em nhé. Đây là gang, nó han theo thời gian. Còn anh chị em nhìn ốc này, các con ốc này, ốc chân máy còn nguyên nhá. Đây, ốc chân máy còn nguyên zin chưa mở. Rồi, đến ốc mặt máy này, ốc nắp dàn cò này. Đấy, ốc nắp dàn cò này, rồi là chi tiết ốc máy này, tất cả nguyên zin, số nguyên zin nhá, số nguyên, máy số nguyên zin. Anh chị em nhìn cho em những con ốc ở dưới kia, những con ốc số ở dưới nhá. Đấy, những con ốc số ở dưới đây anh chị em nhìn nhá. Một chiếc xe như thế này, keo chỉ zin, máy số zin. Vâng. Kia K3 2014, số tự động, động cơ 1.6, keo chỉ zin, máy số zin, form dáng đẹp, trang bị công nghệ hiện đại, mà giá tiền chỉ loanh quanh có hơn 350 thôi. Còn chần chừ gì nữa,
Khi anh chị em muốn sở hữu một chiếc xe số tự động phân khúc hạng C kiểu dáng sedan hai đầu, màu trắng nội thất đen, hãy liên hệ ngay với Dũng Audi 0855 966 966 để được tư vấn cụ thể hơn, để được chốt giá cụ thể, giá bao rút hồ sơ, giá bao sang tên, giá bao sang tên vận chuyển, tùy theo nhu cầu của anh chị em. Em sẽ chốt giá cho anh chị em một mức giá tốt nhất. Hãy liên hệ với em Dũng Audi 0855 966 966. Và anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để cập nhật thường xuyên nhất, nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời nhất những chiếc xe mới về tại Dũng Audi, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi, các buổi lên sóng trực tiếp báo giá, live stream, tư vấn, giới thiệu, tương tác trực tiếp, chốt giá tụt quần công khai trên live stream. Anh chị em cũng sẽ nhận được thông báo khi anh chị em bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để tiện cho anh chị em nhà mình theo dõi. Thì hãy bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để cập nhật các buổi live stream của Dũng Audi vào các buổi trưa hàng ngày và các buổi tối hàng ngày. Anh chị em sẽ nhận được thông báo khi mà đăng ký kênh, follow kênh anh chị em nhé. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Có định vị ở trên bản đồ. Hân hạnh được phục vụ anh chị em trên toàn quốc. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.